biết là sao. Đồng ý là sao? Ý là tôi nói á, bây giờ tôi cưa giò cảnh rồi, bây giờ là mắc phim mặt mổ rồi, còn không mổ nữa là tôi cưa. Giờ mọi người quay tôi thì người nào đó cho tôi 500.000 người, được không? Trời ơi, cái này là giá giá luôn hả? Trời ơi, tôi giờ ra giá luôn rồi, giờ tôi khổ quá rồi, tôi chết luôn đó. Bây giờ giò cảnh tôi giờ như vậy rồi nè. Đó, giờ bên đây là nó bị sụp vô luôn rồi. Đó. Bây giờ là không có cái gì. Bây giờ là mỗi lần quay là 500.000. Một người cho tôi 500.000. Còn quay bao nhiêu cái máy thì tôi không quan trọng. Sao mà cái cách thuê của mình nó cao dữ vậy? Không phải là cách thuê, mà là tôi nói vậy đó. Bữa hổng cũng có người ta lại ta quay, người ta cũng đồng ý là ta cho tôi mới mua được cái nút ra. Cái đồ này nọ. Đó là tôi nói thiệt chứ tôi cũng khổ quá trời rồi. Tôi cũng đợi mạnh thường quân lo mà cũng không thấy ai lo đó. Giờ tôi cũng ra giá như vậy luôn, dạ, thật sự là vậy. Dạ. Dễ vậy, dễ vậy ăn gì à, la làng dữ à, bà gì, chị Nhi gì? Hả? Ồ mệt lắm. Gì vậy? Giờ mệt lắm. Mệt lắm hả? Thì Vinh cũng có lời hỏi nhưng mà nó Nhi không có trả lời nữa nha. Vậy có gì đâu mà thế mà ơi bán giấy số này giấy số đây nè mình bán mua giấy số này kia bỏ đi thuốc rồi, trời đi thuốc hết trơn rồi mà đâu vậy quay đi đâu? Chưa tham ai chân rồi bây giờ. Lạnh người hay gì rồi vậy? Rung nữa hả? Chưa gì chứ rung rất rung rồi. Rung nữa rồi. Rồi. Mặt cho rồi. Vừa mới gặp mặt là quất một câu đó là chim sâu vội bạc đạn rồi. Sao rồi có rung không? Rung. Rung luôn hả? Rung luôn hả? Bữa nay có người tao binh đây rung gì đó. Đã bữa nay có chị em binh mà rung gì? Trời ơi, cái này là bị rung đó. Cái này là chim sâu là bị quýu toàn tập luôn. Gì? Đi đường ơi cho. Tôi phải mệt đúng không? Tôi nghỉ mệt. Uống cà phê được tiếp. Rồi, sao chạy lại uống cà phê không? Nãy sao không mời chị Nhi uống cà phê? Khỏi đây đây, không cỡ kêu khơ rồi. Sợ cái gì? Không không. Bây giờ sợ Nhi ha, kẹt. Sợ trơn ha, có hai. Sao sợ dữ hả? Sợ cái hai luôn. Đi đâu cũng lép hết trơn vậy. Đổ vô gặp bà giỏi hèn cái gì? Hồi hộp về đang hồi hộp về nhà cái kia sao nè. Phải rồi, bị áp lực hai ba bên hai chứ sao, phải không? Mình cho mạnh đi vô mua cho mày bán giấy số luôn cho nó bạo nè. Đây, đã đăng mày bán số nè. Mời bán giấy số luôn. Có 500 anh em đây lo vậy. Đúng rồi. Nên đúng rồi. Chị Minh mà sợ gì? Thiệt. Gì đâu mà sợ, không sợ. Đi tới đâu cũng sợ chứ vậy. Nãy la rùng lên rồi, rùng chứ. Bởi vì gì đâu mà sẹp lép cô lẹp trời. Bởi vậy mà tự nhiên cái này bác tụi bác đang dùng rồi nhưng bác quýu lại. Đang đi bơn lại nghe câu một thôi rồi. Chứ được ngọt ha. Chị cô ơi. Có món ra. Rồi lại quán người ta có uống gì không? Đó, uống trà đường đó, đi ngọt ngọt đó. Sao uống gì không? Uống đi trà đường ngọt ngọt. Uống rồi hả? Uống trà đường. Có khát nữa không? Hả? Khát nước nữa không? Đó, đang kêu đó. Đang kêu ly trà đường. Đang kêu ly trà đường. Uống vô cho nó giữ tinh thần về sao nè. Uống vô cho hạ quả xuống. Hạ quả gì, uống vô cho nó trắng cái tinh thần lại. Hình như vô nãy cô Dung chỉ cho dài đường mà sao chứ đây quên luôn cái gì. Vô mà thấy cái bài phá hoàng một cái là chim sau là quýu dụm rồi. Quên. Vừa mới vô đây là bị Nhi dập cho một câu là thấy dội mặt đạn tiếp. Nãy Nhi nói sao mà thấy bét 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 ra vậy? Ơi mày nói tao hả? Quýu liền. Nói bao nhiêu à? Ý là tôi lại tôi trắng áp cho cái rồi đó rồi còn phải sợ đi quýu 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 nữa. Quý đường rồi đẹp ơi. Dạ dạ.
Dạ đi lăn dài nè, đi lăn khó lăn bụng đi nè. Rồi đâu còn nhiêu tờ. Còn nhiêu tờ nữa đâu mà. Còn nhiêu tờ. Thằng này bán vé số cho chúng ngày chèn cái gì mà hụt lắc hoài luôn á. Điểm là còn nhiêu tờ. Điểm này. Điểm này lâu quá tôi mua hết luôn đó. Hết chưa được rồi. Điểm còn nhiêu. Điểm này, điểm này. Chị tiên gì không? Uống chị tiên không ơi, chim sao? Điểm mày 1 3 4 5 6 7 8 50 3 4 5 7 9 10 11 12 25 79 80 101 102 108 13 14 15 16 19 20 21 22 23 23 8 16 8 16 8 kìa xịt tên kìa. Rồi đếm chữ mới ta. Đó. Em trai đếm xịt tên rồi. Trời ơi đếm luôn kìa, chuyên nghiệp không? Trời 15, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 88 Ờ đếm chữ mới nghe, kiểu đọc nghe, tôi thấy kiểu đó cầm đếm cái kiểu nãy lại coi. Ờ kiểu đó bữa nào mà dạy tôi làm đi thử coi coi. Đếm hay vậy? Làm gì mệt? Uống chị tin vậy. Bây giờ tôi đi đẳng tôi kêu lại uống ha. Uống chị tin là hạ quả rồi. Hồi nãy. Hồi nãy mới thấy có một bộ môn phá hoàng không mà làm gì mệt gì vậy? Sao ạ? Kêu anh đâm đi đẳng ra kêu khỏi đi. Rồi chị Nhi uống không? Không có là mượn cháu cần. Bây giờ tôi mua hết rồi sao bà bán được mà? Nói chung giờ bán cho ai? Đúng còn tình cũng còn nghĩa lại kêu chồng trước lại uống phê. Đúng rồi. Thằng bình thường đó đúng à. Uống ca hai tờ uống ca đi. Hai tờ uống ca. Không không chị này nói thật là nãy mới đi vô thăm bà già chồng rồi à. Tình xưa nghĩa cũ là mình phải thăm với nhau chứ. Đó 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 kêu uống phê thấy không kêu nó lại kìa đó đó lại đó. 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 Đó lại chơi lại chơi lại hả tới 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 rồi tới anh chị nữa tới rồi tới chào chào mới cầm cây bự cái gì ui ui vô đang xuống mà xách cái lá để anh dai luôn kìa đâu đâu thường phải rồi ở sau chiếc xe du lịch phải không đúng rồi đúng rồi à. Có gì nó né nghe nó né nghe đang bung nha đúng rồi đúng rồi. Để uống đi chị. Chim sâu đang bung nhân, chim sâu đang bung kìa. Chiều nay đại tại chúng hai tờ vô số của chim sâu đại tại thuê nhà trọ cho chim sâu ở ha. Hiểu không? Chim sâu thuê nguyên năm luôn đây. Hiểu không? Thuê nguyên năm luôn ha. Thuê là khoái thuê. Đặc biệt là nguyên năm luôn. Đó là chúng đặc biệt chứ không phải chúng ăn đậu nha. Cho nguyên năm rồi bao ăn nguyên năm luôn. Mà xuống tiền. À bây giờ cái tướng mà chưa thấy ai là ngồi cái tướng uống nước là thấy sang lắm ha. Chút xíu mà gặp lại một cái nó bắt đầu là bị quýu lại liền. Không có, nó đang xích sụi rẳng mà sao nó giác cái gì lên dài bị ghê chứ. Rồi chuyện này luôn. Sao uống nước không kêu chồng lại uống gì chứ. Anh ơi tình xưa nghĩa cũ lại uống em ly nước gì. Cũng phải mời. Mình cũng phải gieo tình cảm. Đúng rồi. Người ta từ từ người ta bé được. Nọ nàng hồi xưa đó mình hôm nay mình nhắc hoài đó, thôi đội luôn đi. Ừ. Ngồi uống vậy uống chồng nhỏ kìa vũ chồng nhỏ uống trời không trời ơi trời đứa nào đâu chồng quá khứ mà không mời mời chồng nhỏ hiện tại rồi. Uống uống gì tin là khỏi tay son luôn thôi hai đứa cùng ly nhau cái đi. Nghe là ngơ ngác luôn. Quýu rồi, vô đây quýu rồi, hết o nổi luôn rồi, thành á luôn rồi. Đi đẳng nè. Đi đẳng kêu chồng uống nước gì cái. Đây. Mạnh mẽ này kia lên bữa coi. Đẳng mời. Đây nè nè nè, ừ, chưa xong. Rồi đi. Dạ. Tôi tự thủ cho. Dạ, em nắm cho anh em bỏ tụi. Đây. Dạ, rồi. Xả luôn hả? Quýu rồi, hôm nay chim sâu là quýu luôn rồi. Gì đâu mà gặp mà lủi như gà mà bị chưa đá chứ mà lủi lum chân trời. Gà anh đó, gà tre, tôi sung lắm, gà tre đâu mà quéo 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 quéo. Con gà này nó bị khọt nặng lắm. Đưa đá, chân lũi rồi. Anh Quý rồi lên tiếng cho chim sâu đi cái coi. Sao? Anh sao rồi? Trời này là dúng mình hết trơn rồi. Cái giò là ngắt con chân hết trơn rồi. Ý là ông nói nó sừng lông đầu á hả? Chừng nó mót rồi sao đi nổ. Giò quýu cho hết đi được luôn rồi kìa.
Rồi giờ còn có lên xe nổi không? Hay là đợi ẩm hay sao? Cái gì đó? Tị nè, thầy Đắng ghê, dám làm gì bệnh đó mà sợ. Đúng rồi. Mời Đắng anh Kiệt chị Nhi ơi, ủng hộ em về tấm vé số. Vậy tôi nói bà nghe làm nè. Gì đâu? Bà có một chân nhà bà hai chân bà không bao giờ bà chạy lại bà. Đừng nên đừng có sợ. Sao? Bà chỉ đứng một chỗ là tỏ bà không không à. Không sao đâu. Thôi bây giờ chim sâu không đi, đừng ghép nữa. Bây giờ là chim sâu ở đây á thì họ đi cho anh em vui đi. Khỏi đi. Thế giờ mấy tôi mệt chứ lắm à. Đi theo bà bữa nay mấy tôi mệt có mệt là. Thì một câu chuyện này nó hơi ngộ, vô thăm mẹ chồng thì cũng nín thinh, cũng quéo lại rồi lại thăm chồng trước cũng quéo luôn. Sao hai bên này làm như là sao đâu á, nó cái dãy sao đó. Nó kỳ màu với nhau à. Rồi có kỳ màu không? Màu à. Mình kia là vô gặp bộ môn võ phá hoàng là thấy quýu lắm rồi. Hay là tại lúc đó ở trong lu nước rồi giờ mình nhớ dĩ vãng xưa mình sợ cho bà chim sâu. Hả? Chắc kỷ niệm trong lu nước đúng không? Ủa vậy là hồi đó là có đưa vô lu nước luôn hả? Có luôn hả? Ai đưa vô lu nước thêm? Thấy xong luôn mà. Cái dĩ vãng hồi xưa sao thấy nó chấn động như vậy? Hồi đó ông bà thấy bà xong luôn hả? Thiệt á hả? Đó là tình thương mến thương tắm này kia mình kỳ nó lâu không chọi xong cho nó lẹ. Tính coi giờ đừng về Đắng hay gì? Về mà có dám vô nhà không? Cũng quan trọng. Dám luôn dám hả? Dám không? Rồi vậy đưa về. Chứ giờ sao? Thì giờ gì bây giờ đi về ha. Giờ là chào. Rồi là chào chút xíu nữa mấy anh tôi là ngồi ở ngoài quán. Ha. Chạy ra nha. Ngồi ngoài quán. Ngồi ngoài quán. Thì bữa nay phải coi là tại vì quá trời đi có chút xíu mà nhận quá trời cuộc gọi nghe quý khán giả. Thì để xem là cái tình hình nó như thế nào. Bữa nay chim sâu về là có biến lớn. Không biết biến gì sắp xảy ra nghe quá vậy. Rồi bây giờ chim sâu mình dự đoán cái lúc mà mình đi về là nó xảy ra chuyện gì với chim sâu. Chim sâu. À, cái lúc mình đi về là mình nghĩ ra mình sẽ bị cái gì không? Điểm số lại coi. Điểm là còn điểm nhiều. Lại coi còn nhiêu vậy? Nãy bà lấy mấy tấm rồi đó. Hai phải không? Hai chắc còn 14 quá. Thì điểm lại đi. Kê kiểu điểm là ha. Đó. Ba đó 4 5 15 20 3 đó 55. Trời. Hình như 7 8 vé gì đó nghe. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tờ. 14 tờ coi. Rồi còn 14 tờ đi bán đi. Ta kêu điểm gì thôi. Số 18. Ô, chút được 91. Ô, không hay. Chúng mấy vậy? Hay ha. Mày đâu phải bà bán đâu mà. Kia mày lấy mày dẫn lấy làm lạ vậy? Có tiền không có bà nội. Trời ơi. Cho mượn trăm đi. Mới lại bà Nhi. Trời ơi. Tới nữa. Mắt giáo ra liền á. Lúc nào cũng trong trạng thái gọi là đề phòng. 815 để tao lấy cái giò lại đây. Ủa sao bữa nay không thấy bà giật kỳ? Thôi đi bán đi, lên 58 rồi. Tôi 58 rồi thôi. Thôi nói cái này là để chim sâu đi bán đi ha. Để cho những người khác người ta mua ta có cơ hội trúng. Để cho anh em mình trúng không cũng lưu bu lắm. Để đây trong này tôi trúng không đó, lưu bu lắm. Tao không bì nữa. Vì ở đâu đó tự nhiên lòi ra thêm 2 tờ nữa rồi. Nãy lấy lại 2 tờ đó. 16 tờ đó, hồi nãy như là mua chắc cũng 14 tờ rồi á. Dịn. Sao à, mỗi lần mà gặp Nhi với Kiệt là chim sâu rung biếu anh em ta bảo vệ đi mà. Quá trời kỳ màu. Kỳ quá kỳ rồi. Trúng không? Giỡn hoài trúng. Ồ vô mánh trời. Số 15 á hả? Thôi 815 nè. Ủa hên quá ta. Hay nãy giờ đi đủ sao đi rồi nè. Mà đi lên Đẳng tiền mà giờ chim sâu đi thì mình sẽ mua hết. Rồi, sao mua? Rồi, kìa. Cái chị đó kêu là chim sâu đi Đẳng ở đây, ta mua hết. Dám không? Dám không? Chim sâu à? Đó, ta mua hết rồi. Chuyện. Gà chảy màu rồi. Ơi, gà chảy màu rồi. Ê. Khỏi đây. Chào mến. Chị màu. Gà ra là nó vô nó bập gà gì đâu mà gặp là quéo. Gặp quéo hoài á, nó vô cho binh mà quéo hoài. Đi nè, vô chở cái chạy nè. Đi. Có tiền cho đổi
Trời, bán số gì không đổi trời. Ờ, bán số mà không cần đổi số. Thôi, đổi đi chứ không cần đổi đi. Nhưng mà coi chú khác đổi thôi, vậy thôi, bán số ai mua. Nè, không phải tắm thôi là 80. Ta đổi, ờ, hết 80. Bây giờ xong chưa? Ôi, nghỉ đổ luôn. Trời ơi, gồm quá, trời ơi. 500 anh em ta lo. Đi, đi nè. Sợ, sợ, sợ quá. Đi không? Thôi má ơi, uống nước rồi. Ờ, còn không thì đi về. Uống nước hết đi rồi về. Uống hết đi rồi về. Rồi rồi rồi, thấy vụ gì nữa, ngậu ngậu, thấy không ngậu nữa. Trời ơi, cầm, cầm cái tó đi lên nữa rồi kìa. Cầm cái tó đi lên nữa rồi kìa. Bà đi du lịch không à? Đi du lịch không à? Bà đi xe máy có buồn không? Bà chim sao? Hả? Chim sao? Tôi mua du lịch để rước bà nghe. Cái gì? Tôi hả? Rồi có, chợ trên chợ tôi bán đầy chiếc mười mấy 20 ngàn nhóc. Nhóc. Xe nhiều chỗ không có chứ. Nè uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi rồi đi. Uống hết đi, đi, đi về à, sao ơi. Để coi tình hình vô gia đình nó sao. Không dám lo đẳng thì uống hết đi rồi giọt. Ừ. Đi. Dạ, còn, uống hết đi về. Còn nhiều lắm nè. Đi uống hết đi rồi về nè. Còn bà về không? Dạ, ở đây ngủ đi. Uống nước kìa, uống nước kìa. Uống nước hết đi. Uống nước hết kìa. Uống nước hết đi. Ờ, uống hết đi, về. Cái chai để lại đúng rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, để vô cặp, để đi về. Cặp lại. Mình lại nó đâu. Mình lại nó đâu, nó đúng rồi, đâu tiếp đâu. Sao? Ờ. Cầm cái chai về nha. Cầm cái. Nhi bả đi xe du lịch không à. Rồi sao? À, thì bây giờ là chủ yếu là đưa chim sâu lên đây là làm clip vui thôi cả nhà. Nhưng mà nãy có quay Nhi là mùa Nhi là không có tiếp anh em tụi mình nha cả nhà ơi. Thì Nhi chắc sau này là không quay nữa ha cả nhà. Thì giữ chim sâu ha. À, chim sâu là chỉ đi xe máy không, không à, thèm du lịch nha. Nói đi đồng ý thì quay. Đồng ý là sao? Đồng ý là sao? Ý là tôi nói á. Bây giờ tôi dò cẳng tôi bây giờ là mắc mật mổ rồi. Còn không mổ nữa là tôi cưa. Giờ mọi người quay tôi thì người nào đó cho tôi 500 ngàn một người. Được không? Trời ơi, cái này là giá giá luôn hả? Dạ, tôi giờ ra giá luôn rồi. Giờ tôi khổ quá rồi. Bây giờ dò cẳng tôi giờ như vậy rồi nè. Đó, giờ bên đây là nó bị thụm vô luôn rồi. Đó. Thế bây giờ là... tôi cũng không muốn cái gì. À, bây giờ là mỗi lần quay là 500 ngàn. À, một người cho tôi 500 ngàn. Còn quay bao nhiêu cái máy thì tôi không quan trọng. À, cái sao mà cái cách xê của mình nó cao dữ vậy? Không phải là cách xê. Mà là tôi nói vậy đó. À, bữa hổng cũng có người ta lại người ta quay, người ta cũng đồng ý là người ta cho tôi mới mua được cái bếp ga. Với đồ này nọ. Đó là tôi nói thiệt chứ tôi cũng khổ quá trời rồi. Tôi cũng đợi Mạnh Thường Quân lo mà cũng không thấy ai lo. Đó, giờ tôi cũng ra giá như vậy luôn, dạ, thật sự là vậy. Ờ, gấp là đi chơi tôi nghèo quá, tôi đốt chạy rồi. À đúng. Nè, mình nói lại như nè. Rồi sao? Thì cũng như á, mình chưa gì hết trơn mà mình mới vô làm mầm rồi chưa biết người ta tới vì cái lý do gì. Không, thì bạn đương... như tôi là tôi thiệt tình vậy đó. Chứ mình là tôi thì tôi thiệt tình lắm. Tại mình nghèo khổ mà. Tôi nói thiệt không à. Chứ nhiều khi tôi cũng không có dám nói gian nói dối ai một nửa lời. Đó. Biết không? Nhiều khi tôi cũng không biết, ví dụ như là ông có thể đem lại cho tôi một chiếc xe hay là đưa cho tôi một món quà gì đó to lớn. Nhưng mà tôi không biết. Nhưng mà thử sạch ra trong bụng tôi không có muốn đây. Sao là tôi nói vậy thôi à. Thứ nào mà nhậu? Tại vì chữ nghĩa thì mình cũng không gành ghẻ gì mấy. Ngoài không? Học thức thì cũng không bằng ai. Ừ. Đánh tôi thật tình là như vậy. À. Nhiều lúc ông có thể ông mang lại cho tôi một món quà đó rất là to lớn. Nhưng mà tôi đâu có nghĩ là cái món quà đó to lớn. Là tôi chỉ nghĩ là hiện tại thôi. Quay cái gì vậy đại ca? Nói không quay. Em nói thiệt, dùng điện thoại anh xuống đây à. Xuống sông á. Mày nào quay trời. Thấy không? Anh nhìn lên cái đèn đâu á, có quay không? Thì người ta quay cho quân người ta cho nhà hoặc là cho tiền mình giúp nhưng mà trợ. Tôi nói là tôi không có hiểu, tôi không biết, nhưng mà dò cẳng tôi nhất quá rồi. Là tôi quay làm gì, tôi làm vậy ta, là tôi xin như vậy đó. Nói vậy ai là chúng quay trời bà đó, nói vậy rồi bây giờ mấy tôi làm sao dám đưa cái hoàn cảnh của mình vậy? Đến Mạnh Thường Quân được. Nói vậy thôi, biết sao giờ tôi khổ quá trời rồi. Khổ thì khổ, mình khổ mình cũng phải đợi người ta. Đi nói gì vậy? Tàu lao. Trời ơi, bây giờ bà nói vậy thì khác nào là cũng như là bà đẩy luôn rồi, bà đẩy ra xa rồi. Ủa vậy hả? Không phải bây giờ em nói là giờ dò cẳng em bây giờ thấy rồi, là bây giờ nó chạy. Thì tao biết rồi, tao, cái chuyện đó tao không nói. Nhưng mà tao quay, tao nói chuyện mình, tao quay cái hoàn cảnh của mình thôi. Giờ tao mới gửi về. Nói cho hiểu là nè. Đây ăn quay, ông cũng đang quay nữa nè. Đây nè, nghe là anh nè, anh nói cho anh hiểu nè. Anh hiểu là hai người đang quay tôi luôn á.
thì đã người ta quay ta gửi về đài mạnh quân người ta vô hỗ trợ cho mình chứ mà ngộ quá à. Ông có biết gì đâu. Ôi trời, ôi trời, tôi lấy một câu tôi thật không à. Trời ơi, nó nói kiểu nó không mấy ông nghỉ luôn đi đâu. Hồi năm ngoái em cũng bây giờ nữa hả, em cũng nghe cái mấy anh YouTube nữa, mấy anh có cái anh YouTube thì anh cũng nói sao mày ngu quá à. Người ta quay mày á, người ta quay mày một lần một ngày thôi chứ đâu có ai đến mà quay mày giúp đỡ cho mày hoài đâu. Chân cẳng mày như vậy, người ta cũng là YouTube. Thì nói chung ra em không có nói tên người đó được. Là dạy cho Nhi là nói những câu từ đúng không? Là đến không là phải lấy tiền dạy, đúng không? Không phải là dạy, mà là nói rằng á, người ta lại quay cho mày có một lần, hai lần. Người ta có thể cho mày á 100, 200 ngàn. Rồi người ta có lại quay mày nữa không? Hay là xong rồi người ta được mấy cái wheel đó, người ta lãnh tiền rồi người ta đi. Rồi dò cẳng mày, rồi những lúc mày bệnh hoạn, ai lo cho mày? Rồi ngưng khúc đó, để Quỳnh giải thích cho nghe nè. Bây giờ trong khi nếu người ta không được, không có lại quay, đúng không? Thì mình có kiếm được 100-200 ngàn đó không? Ở trong em bắt cua bắt cá không bắn được gì. Em bây giờ em nói như vậy, nãy giờ em cũng nói với anh là em con người của em á, học thức của em đi tới đâu. Cái bụng em muốn nói làm sao là em nói như vậy. Trời ơi, bây giờ anh trách em thì anh cũng tội nghiệp cho em chứ. Tàng nói học thức cái gì mà tôi thấy nãy giờ nói thì rất là lưu lót luôn, thiệt luôn, không trượt một chữ. Nhưng bây giờ á, mà nếu mà thưa thật có Mạnh Thường Quân lo cho em như vậy thì em xin lỗi. Em mừng lắm. Vậy là bây giờ là khi mà Nhi nghe được có Mạnh Thường Quân, Nhi mới đồng ý thôi đúng không? Không có, bây giờ Nhi lúc bắt đầu, lúc ban đầu hình như là không có quan nghênh là Quynh là đây rồi. Bây giờ anh nói vậy là con người của em đã hiểu rồi. Em hiểu con người của em như vậy rồi. Bây giờ không lẽ anh lên trách em? Trước khi người ta xuống á, là người ta bất ngờ đi xuống á, thì nói chung mình cũng phải xem là người ta sẽ nói cái gì với mình, người ta sẽ yêu cầu mình làm cái gì. Vì chưa bây gì hết trơn. Chưa gì anh trách em rồi bây giờ.